Cà phê đây. Ơ, anh. Đúng thứ mà em cần lúc này đấy ạ. Chắc chắn rồi. Đội ngũ pháp lý còn chưa kịp ra tay. Là em làm đúng không? Chuyện gì ạ? Chiều qua, đáng ra em phải đi về vì tăng ca. Nhưng anh lại thấy em kiểm tra các cuộc gọi đến phòng cấp cứu, rồi lấy file ghi âm ra ngoài. Anh biết em lấy file làm gì mà. Chuyện đó... Nhờ em mà bệnh viện và bác sĩ Phương đã thoát khỏi khủng hoảng của truyền thông. Thực ra thì thấy chuyện bất bình, em không thể chống mắt làm ngơ được. Đúng sai phải rõ ràng chứ ạ. Do tính cách của em à? Sao ạ? Bởi vì anh thấy nó hơi khác so với tính cách thường ngày của em. Mềm mỏng hơn, không bốp chát thẳng mặt đối thủ. Dù sao thì chị ấy cũng đã xin lỗi rồi. Với lại có một thỏa thuận để đính chính, như thế sẽ tốt hơn cho cả bệnh viện và bác sĩ nữa. Vẫn biết trong một cuộc đấu sẽ có người thắng và kẻ thua, nhưng mà cả hai cùng thắng sẽ tốt hơn mà. Anh lại cứ thấy em như vậy là vì nạn nhân là Phương cơ. Với tư cách là giám đốc của bệnh viện, anh cảm thấy may mắn khi em không những tìm ra sự thật mà lại còn cư xử hết sức kiềm chế. Nhưng với tư cách là người thích em, anh hơi buồn vì em lại cư xử như vậy với người khác. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Thế á? Thế thì may rồi. Anh có thể đề nghị em một việc được không? Việc gì ạ? Hôm nay không có lịch khám, mà mấy hôm nay em cũng đã tăng ca quá nhiều rồi. Anh nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Uống hết cốc cà phê đi nhá. Anh đặc biệt có caramel mặn cho em đấy. Nóng à? Ừ. Em thích bạc xỉu đá hơn. Không tốt cho em. Uống nóng sẽ tốt hơn. Nhất là mấy loại đã tách caffeine. Như vậy làn da của em sẽ khỏe mạnh hơn. Mọi sự lựa chọn luôn theo ý của anh. Tốt. Nhưng mà chán. Phim Tình trạng đã ly hôn sản xuất bởi Viettel Media.